Tiếp theo cũng sẽ có hai chiếc của Citizen chạy bằng pin năng lượng và nó là hàng đã qua sử dụng rồi. Hai chiếc này thì cũng còn tương đối đẹp. Em sẽ chia tay với các bác chiếc này trước. Hàng đã qua sử dụng lướt rồi các bác nhé. Mất hộp. Tình trạng còn đến 90% về ngoại hình. Có xước dây. Xước răm ở trên dây. Và trên khóa này. Khóa thì có xước. Còn kính thì nó của nó là kính khoang cứng nhưng mà chưa có vết xước nào. Còn rất đẹp. Mấy chiếc này là dùng pin năng lượng ánh sáng, không cần phải thay pin. Mặt dial màu đen. Có ba cái sub dial nhỏ. Ở đây các bác sẽ có giờ, ngày, giờ đêm này, lịch ngày. Ở dưới này là kim dây. Và bên trên nó là ô bấm giờ thể thao. Tính được 60 phút. Có vành benzen xoay được một chiều để tính được giờ lặn, giờ bơi, giờ chạy thể thao. Đó. Đánh số từ 10 đến 50. Và bên hông thì các bác sẽ có ba cái núm chỉnh. Kính là kính khoáng cứng các bác nhé. Mặt sau thì các bác sẽ có chống nước 100m này, sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Citizen ở Trung Quốc. Và bản này nó lắp ráp sản xuất cho thị trường nội địa Nhật. Máy H500, chạy pin năng lượng, đáy xoáy và dây thép đúc đặc, khóa có logo. Dây của nó còn đủ cho tay 17 các bác nhé. Thoải mái để các bác đeo. Kim cọc của nó là có dạ quang đấy. Trên chân kim giờ, kim phút này. Và thân của 12 bộ cọc số đều có. Chiếc này mã 7019 và giá là 2.500.000. Các bác không thích màu đen thì các bác có thể lấy chiếc màu xanh này. Chiếc xanh này tình trạng cũng còn tương tự. 90%. Có xước dây rồi. Xước dây, xước khóa. Mặt kính không xước. Mặt kính không có xước các bác nhé. Khác mấy cái màu mặt. Cũng bắt sáng rất tốt các bạn. Mặt óng ánh bảy sắc cầu vồng. Cái này chỉ khác mấy cái màu mặt thôi các bác nhé. Và tình trạng của nó cũng còn khá mới. Và em cũng sẽ thử trên tay luôn để các bác có thể được ướm màu. Dây thì còn khoảng cho tay 18. Dòng này chống nước 100m và pin năng lượng. Pin EcoDrive. Size khoảng 42mm. Kính khoáng cứng. Và chiếc này là 2.690.000, mã 7036. 2.690.000 cho chiếc này.